Làm thế nào để có một đôi mắt vừa khỏe vừa đẹp hơn mỗi ngày tại nhà mà không tốn quá nhiều tiền bởi việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ? Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số các phương pháp cơ bản có thể làm ngay tại nhà, rất là dễ làm. Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến, chuyên gia dược liệu học. Một thời gian vừa qua thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn quan tâm làm sao để có một đôi mắt vừa khỏe vừa đẹp. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ một số các cái phương pháp các bạn có thể dễ dàng làm tại nhà. Các bạn biết không, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thường là người ta nhìn vào đôi mắt để có thể đánh giá một người là trẻ hay là già. Thông thường một người có một đôi mắt mà nó sẽ xuất hiện nhiều các vết thêm thâm nhăn thì có thể là do di truyền hoặc là do tuổi tác lão hóa. Vậy làm cách nào để có thể cải thiện cái tình trạng như vậy? Một số các cái bài tập tại nhà các bạn có thể làm. Về nguyên tắc đó là mắt chúng ta thâm quầng là phần lớn là do hệ bạch huyết của chúng ta không được lưu thông. Máu huyết không được lưu thông, hệ bạch huyết bị tắc nghẽn. Vì vậy mà một cái cách mà cơ bản đầu tiên để cho vùng mắt của chúng ta có một cái màu hồng quay trở lại, đó là kích thích hệ bạch huyết, cho máu huyết được lưu thông. Đầu tiên các bạn hãy thực hiện các cái phương pháp massage cơ bản. Mắt là một cái vùng mà có thể nói là mỏng nhất trên khuôn mặt của chúng ta. Nó rất là dễ bị vết chân chim, nám, rồi thì thâm đen. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung các cái dưỡng chất và kích thích cái hệ bạch huyết nó hoạt động. Các bạn, mình xin bật mí với các bạn một số các cái loại dầu có thể dùng để massage cũng như là dưỡng mắt. Đó là dầu dừa, dầu bơ hoặc là dầu ô liu. Các cái loại dầu có tính chất là dưỡng da và làm trơn. Đầu tiên thì chúng ta hãy kích thích hệ bạch huyết bằng cách là massage mắt nhé. Chúng ta hãy chậm nhẹ một chút dầu dưỡng ở trên mắt này. Đó là các bạn massage nhé. Rồi cái thao tác massage mà mình hay làm ở đây á, là trước đây mình cũng mắt thâm quầng dữ lắm. Mình hay đi lên trên trường dạy học á, thì mọi người hay nói là nhìn lúc nào cũng giống như là thiếu ngủ á. Thì có thể là do là mình cũng thiếu ngủ thật và mình chưa biết cách khắc phục á. Thì bây giờ mình tập một cái bài này mình thấy nó hiệu quả. Các bạn hãy lấy hai cái ngón tay giữa này nhé, nhẹ nhàng để vào hai hốc mắt như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vòng ngược trở lên. Đây các bạn thấy là thường là cái hệ bạch huyết của chúng ta được kích thích thì sẽ làm cho máu huyết được lưu thông và cái mắt của chúng ta sẽ dần hồng trở lại. Một ngày các bạn làm từ 1 cho tới 2 lần vào lúc trước khi đi ngủ hoặc là sáng sớm khi mà thức dậy nhé. Các bạn lên sử dụng thêm một chút dầu dưỡng như là dầu dừa hoặc là dầu bơ hoặc là dầu ô liu. Các bạn làm trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 phút nhé. Hàng ngày các bạn làm liên tục như thế này, đảm bảo rằng chỉ sau 1 tháng thôi, các bạn sẽ có một cái đôi mắt nhìn nó căng và nó mọng hơn đấy. Các bạn nhớ làm như thế này nhé. Tại sao lại lấy ngón tay giữa? Bởi vì ngón tay giữa nó sẽ giúp cho cái lực của chúng ta vừa phải, không làm quá mạnh mà cũng không nhẹ. Động tác thứ hai các bạn có thể rất là dễ làm bằng cách là massage xóa vết chân chim ở đuôi mắt. Đây các bạn thấy này, đó, các bạn lấy hai ngón tay nhá. Các bạn làm như thế này thì ở cái vùng bọng mắt ở trên, cái vùng mà dễ bị sụp mi mắt cũng được cải thiện nhá. Đó, các bạn cứ làm như thế này cả hai bên. Rất là đơn giản phải không nào các bạn? Cái động tác này sẽ giúp xóa cái vết chân chim ở đuôi mắt rất là hiệu quả nhé. Động tác massage là một động tác tương đối là dễ làm và rẻ tiền nhưng mà vô cùng hiệu quả. Tại sao có những cô nàng showbiz với một thân hình cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm? Thông thường thì ban đầu người ta đâu có được một cái cơ thể như vậy, nhưng mà với một quá trình khổ luyện cho cơ thể thì nó sẽ giúp cho người ta có một cái cơ bắp là săn chắc hơn. Và mắt của chúng ta muốn khỏe mạnh chúng ta cũng phải tập thể dục cho mắt. Đó, phải tập thể dục cho mắt, kích thích hệ bạch huyết. Đấy là động tác thứ hai để có thể xóa các cái vết chân chim cho mắt. Và một cái động tác thứ ba cũng vô cùng là hiệu quả. Các bạn làm như vậy nha. Thông thường là cái cơ mắt này của chúng ta này sẽ dễ bị sụp. Hai cái cơ mắt có những bạn thì sụp một bên, có những bạn thì sụp cả hai bên luôn. Vậy thì làm sao cho cái mắt của chúng ta là bớt sụp hơn? Thì bị sụp này thì có thể là do là cái cấu tạo cơ của mọi người, hoặc là do là chúng ta tuổi già, cái tuổi lão hóa của chúng ta đã đến. Vậy thì làm sao để ngăn ngừa cái quá trình này nó xảy ra, hoặc là làm cho nó xảy ra chậm hơn? Ta tập một cái bài tập đối kháng. Tức là các bạn lấy một tay, các bạn giữ cái mắt lại, và sau đó thì các bạn cố nhướn lên để cho cái cơ mắt bên trên này cho nó được lưng cơ, nó không bị sụp mi mắt. Có những bạn nào mà sụp mi mắt thì các bạn chú ý làm bài tập này nhá. Đấy, cái tay này,
đặt ở giữa mắt này, sau đó thì các bạn đặt không được để cho mắt nâng lên nhé. Sau đó các bạn cố nhướng lên, nhướng lên, nhướng lên như thế này nha, nhướng lên. Mà các bạn cố tập bài này trong khoảng chừng 1 phút ấy, hoặc đâu đấy 1 phút mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối. Các bạn cứ nhướng lên như thế này một thời gian thì cái cơ mắt chúng ta được cải thiện rất là rõ rệt. Các bạn ấn tay nhẹ thôi nhé, không sẽ cảm thấy là bị hoa mắt đấy, nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta hãy cố nhướng lên. Đó, bài tập thứ hai là chống sụp mắt, chống sụp mắt rất là hiệu quả. Trường hợp nữa đó là nhiều bạn hỏi mình là mình bị sụp một bên mắt thôi, còn một bên thì không sụp, vậy thì làm sao? Vậy thì mình thấy là khá là hiệu quả đối với bạn mà bị sụp một bên mắt và một bên không á, thì các bạn hãy che một cái bên mắt ít sụp lại, và còn cái bên bên mắt mà sụp nhiều á, các bạn hãy nhìn, các bạn vận động, nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại. Thì khi đấy là cái quá trình mà tập trung á, mình sẽ phải tập trung ở cái bên mắt bị sụp nhiều hơn. Đó, các bạn cứ làm như thế này, có thể ban đầu là hơi mỏi mắt á, nhưng mà một thời gian mình sẽ quen. Khi đấy cái quá trình tập trung nó sẽ tập trung nhiều hơn ở cái bên mắt mà chúng ta bị sụp. Cái việc này cũng làm cho cái đôi mắt của chúng ta được tập luyện, giống như là chúng nó được vận động nhiều hơn, thì nó cũng giảm cái quá trình mà chảy xệ, làm già hóa các cái cơ mắt. Đấy là các cái thao tác cơ bản các bạn có thể làm tại nhà. Ngoài các cái thao tác cơ bản này thì các bạn cần phải chú ý thêm một số các cái việc hàng ngày mà chúng ta có thể tránh làm cho đôi mắt của chúng ta già lua hơn. Đó là chúng ta khi mà đi ra nắng thì hãy đem bôi kem chống nắng để cho mắt của chúng ta không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nó lão hóa nhanh. Một cái cách đơn giản từ tiếp theo là các bạn hãy tích cực là tẩy da chết mặt. Thường là cái vùng trên vùng mắt đây là một cái vùng mà da là tương đối là mỏng nhất, dễ xuất hiện nám, dễ xuất hiện vết thâm. Vậy thì các cái lớp da sừng ở trên này nữa, một tuần các bạn nên tẩy 2 đến 3 lần tẩy tế bào chết trên da mặt thì cũng làm cho da của chúng ta tươi mới hơn, nhìn sẽ bớt nhăn nheo xấu xí hơn. Một cái phương pháp nữa mà các bạn cũng cần phải chú ý đó là các bạn phải chú ý trong cái thực đơn ăn uống của mình. Chúng ta phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, một cơ thể khỏe mạnh sẽ cho một đôi mắt khỏe mạnh. Như khi đó chúng ta mới có một cái đôi mắt mà căng tròn hấp dẫn được. Các bạn hãy thử các phương pháp này để xem mình có một đôi mắt trẻ khỏe hơn không nhé. Rất là nhiều bạn hỏi mình là làm sao để có một đôi mắt căng đẹp, trẻ khỏe mà không cần phải tốn tiền mà cũng lại không chịu vận động, rồi cũng không tác động một cái thể thác, tác động một cái động tác vào nữa, thì làm sao mà chúng ta có được, đúng không nào? Con người chúng ta cũng vậy, muốn đẹp thì phải tập thể dục, cây cũng muốn xanh tốt thì phải ăn chứ, chúng ta phải sử dụng các cái dưỡng chất, phải tập thể thao, bổ sung các cái chất dinh dưỡng vào cơ thể, khi đấy chúng ta mới có một cơ thể trẻ khỏe được. Xin cảm ơn các bạn đã ngồi đây để mà lắng nghe những chia sẻ của mình. Nếu như bạn nào mà quan tâm tới việc làm đẹp tại nhà hoặc là quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tại nhà mà không tốn quá nhiều tiền vào các cái biện pháp ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là uống thuốc, thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để khi nào mình ra các video mới chia sẻ về các cách chăm sóc cơ thể tại nhà bằng massage bấm huyệt, bằng các cái động tác cơ bản, thì các bạn có thể theo dõi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.